nét xiên phải và nét xiên trái. Thế là hỏi tay bên phải đâu, tay bên trái đâu. Biết là tay bên này là tay phải, tay bên này là tay trái rồi. Mà không biết cái móc xiên phải, à nét xiên phải và nét xiên trái. Càng không biết thì lại càng bực, lại càng đánh. Đánh xong thì lại càng quên. Đấy, bực mình á. Nói chung là dạy học. Bực mình. Ừ, vừa đánh vừa xoa kiểu như thế đấy. Vừa đánh vừa xoa. Lâu không thấy chị like về Quế Anh. Ôi, Quế Anh bây giờ like Việt Nam mà. Ông Matiloy ông ngồi ông nhìn mình mấy cặp. Ông sao bên này ông ngồi đi. Ông ngồi như thế ai mấy cặp được. Ông làm buồn cười. Nay có làm tóc không? Ui có biết làm tóc đâu. Giày trẻ con không đánh không được. Ui mình đánh thì ít nhưng mà mình kiểu hét á. Mình hét mà mấy cái phòng ở bên cạnh người ta biết mà. Sao rồi bên cạnh bên phòng này đối diện với phòng có một cũng có kiểu nhỏ nhỏ như lôi á đang dạy đàn piano hay sao ấy, ui cũng hét to lắm. Xong rồi hai bên kiểu thi nhau hét hai bên buồn cười lắm. Make up để đi live stream chiều nay Linh live. Em ngồi nhìn. Đánh xong rồi thấy tội. Ê, mà cái lúc mà dày thì không đánh không chịu được. Thật sự là không đánh không chịu được. Bực mình lắm. Đánh thì đánh cũng ít thôi chứ không dám đánh nhiều. Đánh nhiều sợ tâm lý. Bởi vì là càng đánh thì nó càng không hiểu. Nó càng sợ. Đùa mô nền của Maybelline hôm mà xin của nhãn hàng cái gì đấy, cái gì mà không treo cái gì ấy. Đấy hết lươn rồi à? Hello mọi người nữa lại lươn tiếp kìa, lươn ha. Anh cầm về cho bà đi. Làm gì đây, đang trang điểm chứ làm gì nữa. Hello mọi người nha. Ô đói quá. Chiếc gương huyền thoại chưa gì ăn à? Dạ. Con đi đánh bài à? Đi ăn về mà. Mệt không ăn rồi. Đùa. Đi ăn về không kêu không có gì ăn. Ô chết rồi, bị vi phạm gì đây? Này, chết rồi. Đi gặp đối tác mà người ta cho này. Quà. Quần áo này, không biết là cái gì. Đây luôn. Cái gì đây? Ê, quần áo này. Đi gặp đối tác. Đối tác, đối tác. Nền Maybelline chảy đẹp lắm, nhìn này. Nhìn đẹp không? Nền đẹp không? Ôi chết rồi, nó bị khô mất rồi. À, áo ánh này. À, có bộ ánh. Bộ, đồ bộ. Lôi, mở ra. Khi mà mọi người đánh nền á, không mọi người đánh nền á, làm cái bông này cho nó ẩm này, cho nó nở ra như này. Mình đang dùng màu 115. Ok. Sao lại hôm nay lại đây? Có lẽ tự nhiên thấy cô Lệ ở nhà với bố của Lôi cô, xong rồi là không biết nói gì thì là cô Lệ like nói chuyện không 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 hiểu nhau. Bố nó có hiểu à? Không. Mày có Lôi cơ mày hiểu. Chiều nay mọi người qua kênh Phạm Quang Linh Official nha. Livestream lúc 5 giờ chiều. 5 giờ chiều là bắt đầu like. Like nhiều sản phẩm. À lươn đây này. Đây này, đang tươi này. Kiểu mình chuẩn bị bàn đặc sản Nghệ An là lươn. Lươn sấy khô chấm tương ớt với là lươn Thế rồi Lôi ạ. Lươn nấu ăn. Thế là mấy hôm nay thử lươn hơi nhiều. Ngày nào cũng ăn lươn. Cho chủ Linh. Linh trang điểm không? Trang điểm không? Đánh tí kem nến. Đánh tí kem nến cho đẹp. Đôi nói tiếng Việt nó cái gì đấy? Đẹp không? Nên đẹp không? Em ơi cái nền này. Ui chưa rồi, cái này này chưa đẹp. Ôi mình ơi. Tiếng Việt là cho Lôi với á. Là Lôi không muốn ăn, là no comment. Linh ơi cho Lôi ăn với à. Ơ là bộ, tiếng bồ là bảo. Bộ tổng kết là bảo là hôm nay có khô gà. Lôi không muốn ăn.
nên này. Linh ơi, cho Linh với ăn với. Nó không che được như kiểu mà nó không che che đầm quá. Nó chỉ là lướt lướt thôi. Học muốn học. À muốn học à? Ừ. Học không? Không. Không. Thích học lắm. Một đấy. Lươn. Đây. Các bên gửi. Lôi lôi đi ăn mà tôi bảo là lôi muốn đi học. Tôi nhớ cô Lê luôn. Thế á? À? Ai đồ của mình đây rồi. Chuẩn bị bán lươn Nghệ An, cho nên là các nhãn hàng ở bên lươn ấy người ta gửi về để thử. Ngày nào cũng ăn lươn luôn. Ghim kem nến đi, trời ơi, mình không bán. Linh nha, vào nick của Linh nha mọi người. Bây giờ sản phẩm gì nhỉ? Bây giờ mình sẽ đấy bán lươn nếu mà đấy. Có bán không? Ơ hôm nay có bán kem nền của Maybelline không nhỉ? Này phải hỏi Đức Anh rồi. Cái nền này đẹp lắm mọi người, đẹp siêu đẹp luôn. Đúng rồi, xịt khóa nền. Xịt khóa nền bởi vì da mình dầu. Da dầu cho nên là phải khóa nền. Cái này hôm ôi trời ơi, cái phấn phủ này hôm trộm của hôm xin của Sara. Hôm mà đi hôm đi Angola thấy là bị thu make đồ make up, sao rồi là xin của Sara. Thế anh Lê ăn thịt lươn không? Ừ, mình phải mát thịt lươn ăn hết rồi. Ngon. Ủa chị không xài kem lót hả? Không, chị không. Chị thích xài gì thì xài, kiểu có đầy đủ hết nhưng mà không xài đầy đủ các bước. Kỳ này ăn luôn à hay đắng? Lôi với Linh rồi, ngày nào cũng đánh nhau. Hả? Lê, à? Mình ăn luôn à? Hay là lấy cái... Ăn luôn đi, ừ nước đây này. Nước không? Nước à, nước vừa mới lấy. Ok. Đấy, lại đánh nhau. Đánh nhau cả ngày. Dán mí á? Không, không dán mí đâu, dán mí nhìn không thật. Một thằng 5 tuổi, một thằng 6 tuổi đang đánh nhau kìa. Mình trang điểm theo kiểu là tầm 7, tầm 3 á. Mới lên mà, dạ. Ra, ra tầm. Cái này hôm nào cho anh em tập trung đi. Hết ở bên kia mà, hiểu không? Gì nữa nhỉ? Đội điện thoại đấy. Tính điện thoại. Lấy bộ mặc thử đấy không? Lấy bộ tắm mặc thử. Cái gì đấy? Ông Lôi với ông Linh cái gì ấy? Bác bãi xuống một chút không là lát nó lại ấy. Bánh mì đâu? Chưa Linh ơi. Ui bánh mì không có. Ừ. Tôm. Đặt đi, đặt bánh mì đi. Đặt ship bánh mì. Chưa Linh chưa Lôi rồi nha. Khi thì chú mình thua ơ đừng thôi để ép xuống một bánh thua rồi mì nhá. Đi đấy, em dai thương em dai thế. Em dai hả? Em dai để ăn không có bánh mì thì mua mì tôm mà ăn cũng ok em yêu. Lươn ngon lắm mọi người ơi. Em yêu là gì? Không thái ra luôn, thái ra luôn. Lươn sấy. Anh Tiến đang vào bếp kìa. Anh Tiến là hôm nay ngủ 11 giờ 10 giây ấy. Thế là mình ngồi ngoài mình thấy chị Huyền kìa. Alo, ngủ chi mà 11 giờ nó mà chưa dậy. Ngủ chi mà lắm đây. Ngủ cái chi mà lắm đây. Một cười là giọng chị Huyền, một cười là mọi người. Công ty Hoàng Tiến sẽ xuất hiện vào buổi tối ngày hôm nay trên livestream của Phạm Quang Linh nhé các bạn nhé. Hoàng Tiến 8386 Mai Đình. Mai Đình. Em hôm trước để đi tuyên truyền vỡ lợ phá sản. Ồ anh giải tán. Anh Vệ Hoàng chuẩn bị giải tán này còn. Đâu. Chỉ là một số ngày mình sang bên Angola thì là công ty là sẽ sang đấy thì được vẫn like bên đấy mà. Like bên đấy á? Ừ. Thế là công ty Hoàng Tiến là ngày 24 là kết thúc rồi.
đúng không? Không rút xương à? Có mà, có loài rút xương. Không rút xương ấy. Không rút xương có mà. Loại rút xương ấy. Rút xương đây này. Đâu? Đây này. Đây cái kìa, chân gà đây. Nhà không có gì ngoài chân gà. À đây à? Ừ đấy. Nhà mà đồ đây. Mọi người có thể là lông mày của mình là một bên cao một bên thấp không? Bên này cao hơn này, bên này thấp hơn này. Mọi người hỏi anh Tiến kia tối nay có đu ca không? Có chứ. Có các bạn nhá. Tối nay là có Duka nhá, mọi người ủng hộ nhà mình nhá. Mọi người ủng hộ Duka nhá. Duka, dầu gội, các thứ là được có đầy đủ hết, Hoàng Tiến mà. Hôm nào đang các bạn là mà nhà hết gạo thì từ từ nhá, để Hoàng Tiến... Hôm nay bán gạo luôn này em. Có. Có. Hôm nay bán gạo, bán dầu ăn, bán đầy đủ hết. Hoàng Tiến mấy bữa cũng bán gạo mà. Thế á? Ừ. Hoàng Tiến bán đầy đủ thế. 30 cân. Gạo 30 cân à? Gì nữa nhỉ? Hoàng Hùng tắt bếp à? Tắt bếp đấy. Ô được rồi hả? Ô, bỏ cái dầu kia vào nữa chứ. Dầu cay ấy. Lươn là phải ăn cay cay chứ, phải ngon chứ. Bên đầm bên nhà đó. Không phải đâu, do đèn đấy. Đây nó. Đây à? Đúng rồi. Ui coi giọt lên nhà đấy. Bỏ ít thôi đúng không? Bỏ ít thôi không cay lắm. Ăn chưa? Không phải đâu, do đèn đấy. Do đèn đấy. Bây giờ sẽ là mắt, trang điểm mắt. Ủa đi ăn ngon quá mà không ăn được. Đi đây. Cái gì ấy? Bà nói gì ăn ngon quá mà không? Không ăn à? Không ăn được. Sao lại không ăn? Ủa ông Tâm đâu? Đã rồi. Ôi chết rồi. Đẹp quá rồi. Tôi đang ăn bữa ăn đi quán ấy ngon nè. Hả? Ăn đi quán Phú Vân này. Nghe ăn á? Ở đây đó. Đây á? Ừ đấy. Gửi ra đó đây. Hợp à? Tác đó. Đâu? Đó đó. Cái quán 5 giờ chiều đúng rồi, 5 giờ chiều. Quán đang ngồi ăn mà. Ừ. Sao uống cà phê mà. Ừ. Anh Hưng mua đây còn gì. Đấy à? Ừ, mua đó ở đấy luôn á. Nổi tiếng anh ạ. À? Đoạn nổi tiếng. Luôn nổi tiếng Nghệ An luôn nha mọi người. Chỉ lệ ít ngủ à. Chỉ lệ bị chồng đánh. Không ngồi trang điểm làm gì? Tao tự nhiên lại ngồi trang điểm. Ngồi trang điểm để chiều like đây còn gì? Ai cho ô, không cho bảo like à? Không. Ô. Hôm kia là like mỹ phẩm là mình không biết mỹ phẩm thì mình cho like thôi. Thì hôm nay like cho vui thôi. À hôm nay à, trang điểm rất đẹp thôi. Không được bảo like mọi người ạ. Trang điểm mà đi ngủ cũng được. Like ở nick của Linh nhé. Phạm Quang Linh official. Chán. Ờ đây cũng là nhãn hàng food đây còn gì. Thế là food vào trong đi ra được. Ừ. Không cho lề từ like nha. Ừ không cho thì mình ngồi. Mình bật like, mình like riêng. Ngồi dưới góc, góc rồi like riêng. Đuổi ra đấy. Bị đuổi à. Lê ơi tìm nguồn lươn khô bán đi. Chỉ có rồi. Đang ăn thử. Ăn thử. Đang ăn thử rồi nha mọi người. Lươn khô Nghệ An. Bến Tre. Bến Tre đang gửi mười xem. Bến Tre đang gửi mứt dừa. Mười xem cô gà để con chú. Đẹp. Trái tim em. Bến Tre đang gửi mít dừa non. Anh chị yêu người mới, anh
anh tí tươi với người sau. Hôm nay là con lấy lại. Lại kể tươi. Mấy cái lại về con này mà con này đang ngay rồi. Lại kể tươi. Con lấy lại bơi phấn à? Không cần đâu, tôi nóng rồi. Ngồi em. Không cần. Không cần. Không cần. Chỉ đun lại đúng không? Vâng, đun lại cho sôi. Cay à, nhìn đỏ nhờ. Ngon nhờ. Rồi bác lại chụp nhá hay thế nào? Anh chưa? Hoàng đánh. Hoa em lấy nhau không? Linh có ăn không? Đổi lôi Linh nhảy. Tiếp này. Anh ăn của anh đi. Em ăn không? Cho em không ăn không? Em ăn cua hoàng đế với là tôm hùm no đấy. Hôm nay ăn cua hoàng đế tôm hùm à? Ừ. Tào lao. Thật rồi. Không... Sờ hút lắm. Cô lấy em, cô lấy. Gọi là bây giờ phải có câu là không nghe nghiền trình bày, không nghe mấy ông Tim anh... Châu Phi nói. Quay chụp ảnh ấy. Để xem có lấy bôi phấn đẹp không? Ai đây? Bị đây sao số thế? Huỳnh Ánh, diễn viên Huỳnh Ánh này. Ờ, hôm nay gặp à? Úi đẹp không? Hôm nay cơ. Cô lấy phải bôi cái đen vào nữa. Mẹ đẹp à? Xinh đấy. Mẹ có cầm mấy con người yêu. Ừ. Mẹ có chú Hằng yêu. Được rồi. Lôi, đưa vào đây đánh nhau luôn. Đánh nhau á. Đánh nhau luôn. Lời đánh nhau. Đánh nhau rồi á. Không ăn nữa à? Đánh nhau rồi á. Ôi em ăn mấy ngày hôm nay mà em kiểu mình vẫn hợp với lươn đấy. Thế á? Ừ. Không ăn được nữa ấy. Ăn nhiều quá. Chết rồi, bên cao bên thấp à? Ê, chuyên gia. Này mà ngày xưa đi học make up rồi đấy. Bây giờ quên hết rồi. Thôi đừng có cái này nữa, đau đầu lắm. Thôi. Không nên. Cái nào mình không biết thì mình Thôi bỏ qua. Xóa đi. Quay anh Linh đi á. Anh Linh không quen. Mọi người đừng quên là 5 giờ chiều hôm nay nha mọi người ơi. Vào săn gạo, vào săn nước mắm, dầu ăn. Như này thôi. Có táo không á? Không có. Không có táo. Xin chỉ hàng táo nhưng mà không có hàng mọi người ạ. Khi nào mà mọi người lại hỏi là hôm nay có dầu gội không thì lễ. Đưa lên là cháy luôn đấy. Ừ đưa kiểu à dầu gội 30 phút lên một lần nhá. 1000 chai nha, 30 phút lên 1000 nha. 30 phút là có 1000 chai. Yêu ơi, biết bao giờ mình như thế ta. Có, tối nay sẽ có khô bò miếng đen đấy mọi người. Có khô bò để miếng đen. Để dành cái khô bò miếng đen đấy nhá, cho phiên live của Hoàng Tiến nhá. Ngày 24 nhá. Ngày 24 à? Ngày 24 đấy. Ngày 24 công ty Hoàng Tiến sẽ live buổi cuối cùng nha mọi người. Hôm 13 là live buổi đầu tiên rồi. Đúng không? Hôm 13 là live buổi đầu tiên đúng không? Ừ. Anh Kiến nhìn cái gương này có thấy quen quen không? Lấy đâu em? Quỳnh mang từ Nghệ An ra. Ôi chà. Quỳnh mang từ Nghệ An ra Hà Nội mọi người ơi. Còn đây là ông Lôi. Ông Lôi viết. Ôi giời ơi. Số gì đây? Số 4. À đâu, cái này ai viết đấy chứ? Ông Lôi làm sao mà viết được như này? Ai viết đây này? Đấy, cái gương này ai mua lại không? Bắt. Có mình xin mua đấy. Đình đi làm mũi mọi người ạ. Nhìn chung buồn cười lắm nhỉ? Làm sao á? Đẹp chứ sao lại buồn cười? Đây hôm nào phải đi... lăn kim lại ra mặt để cho đỡ mặt đỡ rỗ. Lăn kim á? Anh phải tiêm meso. Tiêm meso nhỉ? Tiêm meso cho đầy ra ấy.
Timbeso nó đẹp ra đấy. Đừng làm á. Đâu, mình làm đơn giản thôi, mình làm tự nhiên thôi mà người ạ. Mình là thầy xem cho con là con nâng mũi được không? Không. Không á? Ừ. Không được phong thủy à? Nâng mắt chồng bỏ ngay. Thầy Tiến xem mà nâng phát chồng bỏ ngay mà kìa. Đúng rồi, 15 giờ chiều nay, 5 giờ chiều nay. Mình thích đánh máu.